Amber học tiếng Việt hóa ra chỉ là để trêu Chipu mà thôi. Chipu is weird. Chipu. Kỳ. Chipu kỳ. Chipu kỳ. Uống gì cũng thử độc trước cho người đẹp. It's so spicy. It's strong. Amber dạo này bị cộng đồng mạng trêu là siêng học tiếng Việt hẳn ra, nhưng toàn học những từ để trêu Chipu mà thôi. Thậm chí là còn kêu người ta kỳ để rồi phải tẩn nhau trên sóng. Nhiều người còn nghe ra được giọng Amber nói tiếng Việt quá là sõi và dễ thương, nhưng mà sao nghe cứ miền Nam thế chẳng biết. Trước đó, Amber cũng nhiệt tình học tiếng Việt để có thể cùng hát và quay video với Chipu, thế nên mọi người mới trêu rằng có tương lai lấy vợ Việt Nam lắm đây. Nhưng ai cũng phải công nhận rằng tương tác của cặp đôi này quả là khiến nhiều